Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, như chúng tôi đã đưa tin, nhưng kỷ niệm đúng 25 năm ngày Trưng Phước Giuseppe Pulici bị bọn mafia Cosa Nostra sát hại, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Palermo vào ngày thứ Bảy 15 tháng 9 để vinh danh vị mục tử đã bị sát hại tàn bạo vì đàn chiêng của mình. Sau cuộc gặp gỡ lúc 15:30 tại nhà thờ chánh tòa Palermo với các linh mục, nam nữ tu sĩ và chúng sinh, lúc 17:00 tại quảng trường Politama, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những người trẻ của Palermo. Đây cũng là sinh hoạt cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm mục vụ giáo phận Piazza a Marina và tổng giáo phận Palermo. Grazie Don Domenico. Massimiliano, grazie. Anche Fabio. Ci vuole? Papa Francesco è arrivato. Signori e signori, è con questo grande applauso che diamo il benvenuto a Papa Francesco. Grazie. L'applauso del pubblico sul palco di Piazza Politeama, Papa Francesco. Đối với câu hỏi đầu tiên, làm sao lắng nghe tiếng Chúa? Đức Thánh Cha đưa ra bốn động từ là tiến bước, tìm kiếm, mơ ước và phục vụ. Ngài nói rằng, ta lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa trong khi tiến bước, chứ không phải khi ngồi bất động trên ghế bành. Bởi vì ngồi tạo ra một sự cản trở đối với tính năng động của lời Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng Thiên Chúa ghét sự lười biếng và ưa chuộng hành động. Và Ngài chỉ ra những ví dụ trong Kinh Thánh như câu chuyện các môn đệ trên đường Emmaus, David và Samuel là những người luôn di chuyển. Nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng không phải di chuyển để giữ cho thân thể gọn gàng cân đối, nhưng là di chuyển về trung tâm. Chúa chỉ phán với những ai đang tìm kiếm. Ngài nói rằng, ta không tìm kiếm Chúa trên điện thoại di động, truyền hình, những tiếng nhạc đinh tai điếc óc, dùng ma túy để phấn chấn hoặc một mình trước tấm gương của căn phòng đóng kín của mình. Thiên Chúa nói với ta trong các mối quan hệ. Vì thế, Đức Thánh Cha thúc giục những người trẻ tuổi đừng tự đóng kín mình, nhưng tìm kiếm Ngài, đi ra ngoài vì Ngài đang đợi ta ở đó, ở cánh cửa tâm hồn mình. Đức Thánh Cha yêu cầu giới trẻ chia sẻ kinh nghiệm của họ và sống với giáo hội bằng cách kết bạn, gặp gỡ những người khác, đồng hành cùng nhau.
Đức Thánh Cha Francisco cũng thúc giục những người trẻ tuổi, đừng bao giờ ngừng mơ ước, nhưng hãy có những mơ ước lớn mà không sợ tạo ra một ấn tượng xấu. Tạo ra một ấn tượng xấu về mình chẳng phải là thảm kịch lớn nhất của đời người. Bi kịch lớn nhất của cuộc đời, theo Đức Thánh Cha, là không dám đối mặt với cuộc sống và không dám trao ban cho cuộc sống. Thà rằng có những giấc mơ đẹp với một vết bầm tím vẫn hơn là thoái lui vào một cuộc sống lặng lẽ. Thà rằng có lý tưởng tốt còn hơn là làm một con người theo chủ nghĩa hiện thực lười biếng. Thà làm một Don Quixote còn hơn là làm một Sancho Panza. Đức Thánh Cha kêu gọi những người trẻ tuổi cũng đừng dập tắt những ước mơ của họ và nói rằng những giấc mơ lớn mở rộng tâm hồn và để cho Chúa bước vào. Sau khi tiến bước, tìm kiếm và mơ ước, Đức Thánh Cha nói đến động từ phục vụ là điều giúp ta điều chỉnh mình theo tần số của Chúa. Phục vụ và tình nguyện mang lại gia vị cho cuộc sống và giúp chúng ta cảm thấy sống động. Đề cập đến Sicilia như một vùng đất chào đón và gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói rằng đức tin được dựa trên sự gặp gỡ, bởi vì Thiên Chúa không để con người cô đơn một mình, nhưng Ngài giáng sinh xuống trần để gặp gỡ chúng ta. Thiên Chúa cũng muốn chúng ta ở bên nhau như những người không đơn độc và ích kỷ. Tôn trọng phẩm giá, chào đón và đoàn kết với nhau là những đặc điểm Kitô giáo. Đức Thánh Cha Francisco cũng nói về việc dự phần, dành thời gian của chính mình cho tha nhân và sẵn sàng chìa tay ra cho người khác mà không sợ bị lấm lem. Như một tác giả người Ý vĩ đại đã viết, cuộc sống không phải là để giải thích, nhưng là để sống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều đó còn đúng hơn nữa đối với cuộc sống Kitô hữu, là những người phải sẵn sàng đặt tài năng và thời gian của mình cho việc phục vụ người khác. Đức Thánh Cha cũng nói với những người trẻ Sicilia rằng tương lai nằm trong tay họ và họ phải là những người xây dựng tương lai của chính mình bằng đôi tay, trái tim, niềm đam mê, tình yêu và ước mơ của họ cùng với những người khác. Để kết luận, Đức Thánh Cha nói Sicilia cần những người nam nữ đích thực dám tố cáo những sai phạm và khai thác, những người sống tự do trong những mối quan hệ được giải phóng, những người yêu thương những kẻ yếu thế và nhiệt thành với tính hợp pháp là điều phản ánh sự trung thực bên trong tâm hồn. Ci sono giovani cattolici, cristiani di altre tradizioni religiose, anche alcuni agnostici. Per questo darò la benedizione a tutti. E chiederò a Dio chi benedica quel seme di inquietudine che è nel vostro cuore. Signore, Signore Dio, guarda questi giovani. Tu conosci ognuno di loro. Tu sai cosa pensano. Tu sai che hanno voglia di andare avanti, di fare un mondo migliore. Signore, fateli ricercatori del bene e di felicità. Fateli operosi nel cammino e nell'incontro con gli altri. Fateli audaci nel servire. Fateli umili nel cercare le radici e portare avanti per dare frutti, avere identità, avere appartenenza. Signore, Signore Dio, accompagna tutti questi giovani nel cammino e benedile tutti. Amen.
Lúc 18:30, Ngài ra sân bay Punta Raisi, đáp máy bay về lại Roma. Sau 50 phút bay, lúc 19:20, Đức Thánh Cha đã đến sân bay quân sự Ciamapino, và từ đó, Ngài dùng xe hơi để về Vatican. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.